Xin chào tất cả các bạn đến cuộc thi Bách Khoa Innovation 2020. Cuộc thi này do trường đại học Bách Khoa và Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cuộc thi, thể lệ cuộc thi và đồng thời tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điền thông tin vào form đăng ký của cuộc thi. Thì cuộc thi Bách Khoa Innovation đó là một sân chơi về khởi nghiệp sáng tạo. Với một sáng tạo thì các bạn có thể triển khai cái ý tưởng của mình, tạo ra những sản phẩm dịch vụ thực tế. Mục tiêu cuộc thi đầu tiên đó là nhà trường rất mong muốn thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và triển khai cho tất cả các bạn sinh viên. Và thứ hai đó là nâng cao các cái kỹ năng về quản lý dự án, về marketing, về sở hữu trí tuệ, kỹ năng về thuyết trình cũng như kỹ năng tiếng Anh cho tất cả các bạn sinh viên. Điều số 3 đó là ban tổ chức muốn mở rộng giao lưu kết nối về học thuật cho tất cả các bạn sinh viên, không chỉ sinh viên trường đại học Bách Khoa mà cả những sinh viên của những trường bạn. Và điều cuối cùng đó là ban tổ chức cũng tạo ra những cơ hội để các bạn sinh viên phải kết nối với những doanh nghiệp, từ đó các bạn có thể triển khai các ý tưởng sáng tạo của mình, tạo ra những sản phẩm thực tế và khởi nghiệp. Cuộc thi Bách Khoa Innovation 2020 năm nay có những giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Và ngoài giải thưởng của ban tổ chức còn có những phần quà từ các nhà tài trợ với tổng giá trị tài trợ lên đến 130 triệu đồng, đến từ các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước và từ trường đại học đối tác của trường Bách Khoa. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về thể lệ của cuộc thi. Về đối tượng tham dự thì các nhóm sinh viên, các bạn sinh viên tham gia thì phải có số lượng thành viên ít nhất là 3 và nhiều nhất là 5 sinh viên. Và trong đó ít nhất có một thành viên là sinh viên của trường đại học Bách Khoa. Đối với các nhóm sinh viên trường ngoài, nếu các bạn muốn tìm các thành viên thì các bạn có thể vào trang Facebook kết nối sinh viên Bách Khoa để tìm các thành viên cho mình nhé. Và điều kiện kế tiếp đó là mỗi một sinh viên thì các bạn không được tham dự quá 2 đề tài. Với điều kiện này, ban tổ chức mong muốn là các bạn có thể tập trung vào dự án của mình, không tham gia quá nhiều những dự án khác. Và cuối cùng đó là nhóm trưởng của sinh viên sẽ là người đại diện để liên lạc trực tiếp với ban tổ chức cuộc thi. Về đề tài dự án tham gia thì đề tài dự án đăng ký cần phải có tính mới, sáng tạo và tập trung giải quyết những vấn đề hiện tại hoặc tương lai của xã hội. Và rất khuyến khích các cái đề tài dự án mà ứng dụng những cái kiến thức chuyên ngành mà các bạn đã học được từ trường đại học. Và ví dụ như kiến thức về máy tính, điện tử, xây dựng, cơ khí, hóa học, môi trường, v.v. Và một điều quan trọng nữa đó là ý tưởng, nội dung, ý tưởng sáng tạo của bạn thì không được vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Trong quá trình tham gia, nếu ban tổ chức phát hiện được ý tưởng của bạn đã vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ thì đề tài đó sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Cuối cùng đó là những đề tài mà các bạn đã tham gia và đạt được giải ba trở lên từ những cuộc thi khác tương tự thì không được tham gia vào cuộc thi này. Phần kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn các bạn điền vào form đăng ký của cuộc thi. Thì form đăng ký các bạn có thể lên trang web của cuộc thi download về. Và phần thứ nhất đó là tên của đề tài dự án. Tên đề tài dự án các bạn nên viết không quá ngắn mà cũng không quá dài, nó cần xúc tích ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ ý nghĩa dự án hoặc dịch vụ của sản phẩm của các bạn. Một số 2 đó là tóm tắt ý tưởng. Các bạn cần phải mô tả ý tưởng của bạn và cho thấy được nó có tính mới, tính sáng tạo và sự khác biệt. Thì làm sao để đem được điều này, các bạn cần phải viết được cái khảo sát về những cái ý tưởng liên quan gần giống, tính tương tự và chỉ ra được sự tính mới, sự khác biệt với những ý tưởng đã có. Các bạn cần phải định nghĩa ra được cái vấn đề mà các bạn cần giải quyết và các bạn cho thấy được cái ý tưởng về giải pháp cho cái sản phẩm của các bạn.
phần số 3 của form đăng ký, đó là mục tiêu của dự án. Thì mục tiêu này các bạn cần phải cho thấy được cái kết quả mong muốn đạt được sau khi các bạn thực hiện dự án này, các bạn sẽ đạt được điều gì, cái sản phẩm nó là gì, và nó có ứng dụng ở đâu. Phần kế tiếp đó là đối tượng thụ hưởng. Trong phần này các bạn cần phải liệt kê ra ai sẽ là đối tượng thụ hưởng cho cái sản phẩm dịch vụ của các bạn, và đối tượng thụ hưởng này sẽ nhận được gì và những tác động đối với đối tượng liên quan của cái sản phẩm dịch vụ của các bạn. Phần số 5 đó là timeline, là lịch trình của dự án. Lịch trình, bạn cần phải phát thảo ra lịch trình và bám sát theo cái lịch trình của cuộc thi, và các bạn cần chú ý cái tiến độ của dự án của các bạn cần phải đạt được. Đó là vòng 1 cần phải đạt ít nhất 30% tiến độ, vòng 2 cần đạt ít nhất 60% tiến độ, và vòng cuối cùng các bạn phải hoàn thiện toàn bộ sản phẩm của các bạn. Phần số 6 đó là tính khả thi. Về tính khả thi thì các bạn cần phải xác định được những cái yêu cầu về kỹ thuật, về tài nguyên để các bạn có thể hoàn thành được cái dự án của các bạn. Và đồng thời các bạn cần phải xem xét về tính hợp pháp của ý tưởng sáng tạo của các bạn. Ý tưởng sản phẩm này có tuân thủ theo pháp luật hay không, hay có vi phạm những vấn đề về bản quyền hay không. Và một cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là chi phí của dự án. Các bạn cần phải ước lượng được chi phí các bạn cần phải bỏ ra để hoàn thiện dự án của mình. Và các bạn từ đó nó cũng liên quan đến quy mô của dự án. Các bạn cần phải tối ưu cái quy mô ở cấp độ sinh viên, và trong cái khoảng thời gian 3 tháng của cuộc thi, các bạn có thể hoàn thành được cái dự án của mình với một chi phí hợp lý. Và nếu có thể, các bạn có thể ghi tên các nhà tài trợ cho dự án của mình để ban tổ chức có thể ghi nhận những nhà tài trợ cho các dự án của bạn. Và phần cuối cùng tôi sẽ trình bày về cái tiêu chuẩn đánh giá cho các dự án. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc là đề tài dự án của các bạn đăng ký vào cuộc thi thì ban tổ chức sẽ dựa trên những cái tiêu chí nào để đánh giá. Đối với phòng thi thứ nhất thì ban tổ chức sẽ đánh giá dựa trên 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là tính đổi mới sáng tạo. Cái đề tài của bạn nó có tính sáng tạo như thế nào, sẽ khác biệt như thế nào so với những sản phẩm đã có. Ý thứ hai đó là chính là tiềm năng của dự án, khả năng mà các bạn có thể phát triển ý tưởng của mình và triển khai thành một sản phẩm thực tế áp dụng cho xã hội. Ý thứ ba chính là kỹ năng thuyết trình. Đối với tiêu chí này thì ban tổ chức rất mong muốn là cuộc thi này không phải chỉ là thể hiện được tính đổi mới sáng tạo, mà các bạn cần phải có cái kỹ năng thuyết trình, thuyết phục được các nhà đầu tư để đầu tư vào cho ý tưởng sản phẩm dịch vụ của các bạn. Sang vòng 2 thì tiêu chí sẽ tăng lên 1 tiêu chí, tổng cộng có 4 tiêu chí. Và ban tổ chức vẫn giữ lại ba tiêu chí cũ, đó là tính đổi mới sáng tạo, thứ hai là tiềm năng của dự án, và thứ ba là kỹ năng thuyết trình, và thêm một cái tiêu chí đánh giá thứ tư đó là tiến độ của dự án. Các bạn cần chú ý đối với vòng 2 thì các bạn cần phải đạt được cái tiến độ ít nhất là 60%. Sang vòng số 3 cũng chính là vòng chung kết của dự án. Đối với vòng chung kết thì ban tổ chức sẽ mời các cái chuyên gia từ các cái tập đoàn doanh nghiệp, và đồng thời những cái nhà đầu tư về khởi nghiệp sẽ đến làm ban giám khảo cho cuộc thi. Và tiêu chí sẽ bao gồm 5 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là chính là tính đổi mới sáng tạo. Tiêu chí thứ hai là tiềm năng của dự án. Tiêu chí thứ ba là kỹ năng thuyết trình. Tiêu chí thứ tư chính là tiến độ dự án, và cũng là cái demo sản phẩm của các bạn cần phải hoàn thành trong cái vòng chung kết. Và cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là sự tác động của cái dự án của các bạn, hay là tầm ảnh hưởng
các bạn cần phải cho thấy được cái sản phẩm, ý tưởng, dịch vụ của các bạn sẽ có những tầm tư như thế nào đến cộng đồng, đến xã hội và những lợi ích điện thoại của nó. Như vậy trên đây là toàn bộ các thông tin sơ lược về cuộc thi Bachmann Innovation. Hello students from BK Innovation. My name is Darren Temmel, and I'm going to be helping you think of some cool project ideas for BK Innovation. Today, I'm going to cover very quickly where to find social innovation project ideas, how to scope your project ideas so that they fit, and for you to understand who are the people impacted by your project. We call them stakeholders. Who are your stakeholders? So, to begin with, where will you find social innovation project ideas? For BK Innovation, you need to come up with an idea, but how does an engineer come up with an idea? Basically, we follow the idea of human-centered design, which is that humans have problems, and if we can focus on humans' problems, we can make their lives better. There are about three kinds of problems. Here, we have a small problem. Maybe this is a bigger problem, both flooding and the intense weather. Then we have very serious problems, problems that are life and death. So when we're thinking about problems, there are small problems we can solve, big problems we can solve, and very serious problems we can solve. Engineers solve problems. Even if you are not an engineer and you're going to start problem solving, you have that mindset and you're ready to solve these problems. So how do you find problems? In human-centered design, all you do is talk to humans about their problems. I'm going to give you some examples of students around Vietnam who found awesome project ideas by talking to other people. Here we have a group of students that went to visit a place where for the handicapped. There, the students got to speak with the managers of the facility for the handicapped, and they got to better understand what it's like for someone in a wheelchair. It's so important that the students didn't just think, oh, people with a wheelchair have a problem, but that in human-centered design, they went and talked to the real person who has the problem. Then the students were able to create a motor and a remote that could control the wheelchair. This is an example of how students went out, they found a problem by talking to people and creating a solution that those people really needed. Here we see the students are talking to truck drivers. This is another team. They started by going and speaking with the bus drivers at their university, asking them, what are your problems? Then the students went and spoke to bus drivers. What are the bus drivers' problems? And here you see the students doing human-centered design, going out and finding problems by speaking to people. These students are creating a project that will help the drivers see using smart camera technology. Here we have another design. The students just looked out their window and they saw people struggling in the rain. These guys, they're using their raincoat as an umbrella. And so the students created a raincoat that can also be transformed into an umbrella. The students spoke to many people about this problem. This is a kind of problem that they can see every day. Of course, students are people too, so students have problems. Here we have a student in an engineering program asking a fellow student what are some of her problems when she's studying. And the students understood that many students have problems with their desk. So the student created a prototype of a new desk that can fit what her fellow students wanted. So the takeaway from this is that humans have problems. In human-centered design, you need to go out and talk to humans to find out what are their problems and to make solutions that can help them. The next section
is the idea of scope. Scope is the definition of your project. This is easy. Think of it like a triangle. The scope triangle has quality, time, and cost. Whatever your project is, whatever you want it to be, the scope triangle will push it to fit. Your project must meet the quality that you set, the timeline that you set, and the budget or cost that you set. This is called the iron triangle of scope. Your project has to fit into what you can do. In the BK Innovation Program, how many months do you have? How much budget do you have? And what is the quality? What are the requirements that will help you understand your scope? So, the next thought is, who are your stakeholders? You are making this project. You are making it to help other people. Who are the people that are going to benefit from your project, and who are the people that are not going to benefit from your project? These are your stakeholders. To understand who your stakeholders are, you need to ask yourself and everyone in your team and everyone that you interview, ask them, who will benefit from this project? Who will not benefit from this project? In order to understand who everyone involved in your project is. That is why I have a picture here of a large group of people, but the large group is divided into different sections. Because when you think about your stakeholders, you need to categorize them into 5 different categories. They are stakeholders, people who are unaware of your project. The people on the street, the people who don't know you, they are unaware of your project. That project can still impact them, but they don't know about it. Next, the people who are resistant. They know about your project and they don't like it. They don't think it will help and they don't want you to succeed. They are still stakeholders. Even if they don't benefit and they don't like your project, they are now resistant stakeholders. The next category is neutral. People who are aware of your project but are not supportive and are not resistant. Then there are those that are supportive of your project. These are the people who understand your project and the impact, and they want to help you. Many of your projects are helping people solve their problems. Those people are supportive of your project. And finally, leading. These are the people that are involved in making sure your project is a success. Your teammates, your faculty mentors, those people you are helping. When you are thinking about your stakeholders and you know the 5 categories, you can create a stakeholder chart. You write the stakeholder's name, if they are unaware, resistant, neutral, supportive, or leading. If they are current, that's the C, if they are currently unaware, but you desire or you want them to be supportive. This is a way that you can track how people feel about your project, how they feel now, and how you want them to feel. Those are how to understand your stakeholders. So, let's review. Humans have problems. BK Innovation is a human-centered design program where you are going to look for humans' problems. Engineers solve problems. You talk to humans about their problems to find their problems. That is the most important aspect of human-centered design. Talk to humans about their problems. Then you remember the iron triangle of scope,
which is that your whole project, everything you want to do, is constrained by the time, the quality, and the costs. Then you have stakeholders, everyone who benefits or does not benefit from your project. Your stakeholders are in different categories. Thank you very much, and I look forward to seeing your projects as they develop. Bye-bye. Good morning, all students. My name is Anne, and I'm the host today. Because at this time, a lot of competitors are sending questions and queries to our family inbox, and their curiosity usually are about where to find idea. Is it idea or that idea is a good one? As organizers, we understand the problems of our students, so that the theme of the workshop today will be very helpful for our students before submitting their project plans. Welcome to the workshop, How to Write a Persuasive Project Plan. Since 2019, this is the first time we have been conducting the online workshop. And today, I'm truly honored to introduce two distinguished guests and speaker, Dr. Chung Wai Vinh, Vice Director of OSB and Organizing Head of Bitcoin Innovation 2020. Hello, everyone. And Mr. Darren, Program Manager of Arizona State University, Vietnam. Hello. Okay, I want to thank you very much for spending your valuable time being here with us today. Well, Mr. Darren, may I ask you that? Is it the first time you visit Ho Chi Minh City University of Technology? Oh, actually the first time I came was in 2016. I came here for a conference and I really fell in love with the campus, with all the trees and the big soccer field. So I'm really happy to be back. Great. So how do you feel about Bitcoin Innovation Context? Oh, these kind of programs where the students are innovating something, they're exciting for the students and they're exciting for us to watch. So I'm looking forward to seeing what the students are going to build. Great. Dear Dr. Vinh, Bitcoin Innovation has been conducted since 2018. And each year, you have found many potential and talented individuals from our schools. What is your expectation for this year's context, and do you have to send our viewers any feeling? Well, so last year, we have about 300 students joining the Bitcoin Innovation Contest, and the total 79 projects have registered. There are many impressive projects at many fields, such as electronics, computer science, chemical, mechatronics, and environment, and so on. And for this year, we encourage more innovation ideas so that we open for all the students, not just only students from our university, but also the students from the other university. And also, the prize for this year is very valuable, attractive. The total is 200 million Vietnam dong from our university, and also 150 million Vietnam dong from our sponsor, from international and local company, and also from our university partner. So that I hope that for this year, there are many useful, impressive ideas that can solve the practical problem of society registered for this contest. Okay, so great. I will not let our viewers and us wait any longer. So let's move on to the Q&A section today. The first question is from Insect 2019 from Mr. Darren. Can I start my work from another solution, not from a problem? I believe that I could make it better. In that case, will it be considered a plagiarism? Okay, so if you are starting your project from a problem, then you're inventing a new solution. But if you're starting your project from an existing solution and trying to improve it, then you're innovating. When you're innovating, there's two things to make sure, two things to be careful of. First one is that when you innovate a solution, you still need to deeply understand the problem that that solution is solving, so that you are not just making that solution better, you are solving that problem better. So you still have to focus on understanding the problem.
The second one is that when you're innovating, there are already many different innovations to an existing product. You need to search the internet to make sure that your innovation doesn't already exist, so that you are producing something new. So if you can make sure that you understand the problem and that your innovation is new, then you can start from a solution. However, this is a great chance for you and your team to start and create a new invention, starting from a problem. Yes, thank you, Mr. Ehring. The next question from NC 2019, Steven from other schools. Can I be a sole competitor because I have already made a model or product, but it's just still a demo version? Yeah, thank you very much for sending this question to our workshop. Personally, I believe that you have worked very hard to complete your model of product just alone. Yeah, but it's better if you make a teamwork, a group to work together, build up the projects. And based on the regulation, for each group, you must have from 3 to 5 students so that with the teamwork, you can share the knowledge and so that you can build up more successfully, more comprehensive product for this context. Thank you, Dr. Vinh. The next question from NC 2017 for Mr. Ehring. I am not an engineer and I don't know exactly what engineer's mindset is. Can you give me an example or can you brief again what I should do practically? I remember that during your video, you mentioned that thinking about the mindset of an engineer in case we are not engineers, but we want to start solving problems. So I think our students are confused a little bit here. Sure. So to solve problems, you don't need to be an engineer. The problem-solving method that we're promoting in BK Innovation is human-centered design, and it has 4 easy steps. The first step is you look for inspiration by talking with people to really understand their problems. Get down to the root cause of what is making their life challenging. Once you understand the problem, you have your inspiration, you move on to ideation. That's where you're making many crazy ideas for how to solve the problem. Even if your idea is impossible, you still need to write it down and take every team member's ideas and gather all your ideas. So inspiration, ideation, and the next is rapid implementation. So quickly draw some sketches of what your project would look like. Maybe you want to make a version of your project with cardboard or even just graphics on your computer. Bring this rapid prototype to your partner, to the person whose problem you're solving, and together review it. And that is iteration, where you review your prototype together and you make new adjustments to the design. So with those 4 steps, with each step focusing on the human's problem, with those 4 steps, anyone, doesn't matter what your major is, engineering, history, business, communication, math, you can be a problem solver. Very interesting, Mr. Ehring. So, you Dr. Vinh brought in 2018, based on the contact regulation, how can I find other members from XCN UT and can I possibly be partner with students from XCN UT but not OISB students? Okay, so I have some recommendation to you. Firstly, you definitely can join the competition when your team has at least 1 member from our university. And second, you can ask your fellow friends that you have the same interest idea and together you can build up the group. And finally, we have built the Facebook page with the name Kết nối Bách Khoa Innovation 2020. For this Facebook page, you can find your teammates for your group. And I wish you can find your
team member soon and register for this contest. Thank you, Dr. Vinh. The Facebook here you mentioned is so amazing. So to one competitor, please don't forget to visit our fanpage Bách Khoa. Get No Bách Khoa Innovation 2020, and because not only you can find your teammates, but also you can find many interesting bots from now on to the final round. And the next question from Intech 2019 for Mr. Erin. Can you explain more in details about the top of the triangle you mentioned, the quality? Sure. So once you have your project idea and you are writing your project proposal, you need to think about what is the scope of your project. What can you do? Not what do you want to do, but what can you do given the time you have and the cost? And then we have the top of the triangle, which is quality. But let's make a wider definition of quality and requirements. So think of what are the quality and requirements that must be in your project. And I'll give you some examples. If you're building a house, what is the quality of paint that you need to paint your house? What is the type of wood that the floor needs to have? How many rooms does the house need to have? On your project team, do you need a professional architect? Are there regulations? Does your house need to have smoke detectors? So when you are thinking of what is in your scope, you think of the time, cost, and the quality and requirements. And if you have that, then you can make a project proposal that you and your team can deliver by the end of the program. Yes, thank you, Mr. Erin. And the next question from student from our university for Dr. Vinh. Can you please brief importance only of the regulations? Okay, for the regulation, I would like to answer you as following. At first, for the participants, so for student group, you need to have, you have to at least from 5 to 5 member for your group, and at least 1 member from XMUT. And next, for each student, you cannot join more than 2 projects. The reason just because we would like you to focus for your projects, not join many projects from different groups. And for the topics and projects, we encourage you register the projects that apply the knowledge, the professional knowledge that you learn from your university. And one more thing. The projects that you have won the 3rd prize or above from the similar projects cannot register for this contest. And one more important thing, the idea and the content of your projects cannot violate the intellectual property, IP. So maybe you have to check the patent or the academic papers to find some similar idea, and you have to prove that your idea is different with the original idea. And for more detail, please visit our website. And I hope that my answer is useful and helpful for all of you. Thank you, Dr. Vinh. Your information is very useful. Okay, so our viewers, please find out the website address in our video. And the last question that our competitors wondering why the student should join the Bách Khoa Innovation Contest 2020. Yeah. Go ahead. So at first I have to say that Bách Khoa Innovation is not just about a contest. We would like to make the experience for you. For this contest, we organize many workshops, seminars, and we also invite the experts from industry to come here to give you the advice, to teach you and share the knowledge about the project management, marketing, about the IP, and also the
some short skill as a presentation skill. And also we would like to expand the network for all the students between our students from XMUT and the other university, and with the experts from industry. And the last thing is also is very attractive. That is the price for this contest. The total price is 200 million Vietnam dong from our university and 150 million Vietnam dong from our sponsor. So I hope that you can enjoy the contest and you can create a very innovative idea and build up the projects successfully. Right. And students, this isn't a class. You're not going to have a test at the end. This is a challenge. And from you going through that challenge, you are going to grow as a leader. You're also going to have a lot of fun working with your teammates, getting to know them better, working on all your different ideas, creating your prototype, breaking your prototype, rebuilding it, and going through all of the phases of your project. You grow as a teammate, you grow as a friend, and you grow as a leader. So when you come out of this challenge, you are more prepared to go into work and life and see problems and for you to start to build a solution to them. And that's really transformational. Right. Thank you very much for your sharing. But well, I wish that we can answer all the questions. But our audience time is nearly finished. Before saying goodbye to our viewers, I would like to invite our speaker, deliver some wishes to our future competitors. Well, I wish all of you have the fruited health, full energy, so that you can create very innovative ideas and build up your group and apply for this contest. Right. And if you're worried about this big challenge, just take the first step. Just register your project. And every step you take, the challenge will get smaller and smaller. And once you start your project and once you have your team, everything will just flow naturally. But you have to take the first step, make your team, submit your proposal. Yeah, thank you very much for your wishes. Hopefully you guys have a great time and enjoy the online workshop. Thank you very much for Dr. Vinh and Mr. Daring for being here today. Okay, bye-bye everyone, and see you for the next workshop. Bye-bye.